Nếu mà bạn không có F1 thì tốt nhất là chúng ta không nên tham gia với cả Matrix Gen, bởi vì một trong những điều kiện là chúng ta cần có 3 người đồng đội, bởi vì đây là mô hình làm việc, không phải là mô hình đầu tư. Thực ra là nếu trong trường hợp mà chúng ta chưa kịp có 3 người bên dưới, mà nếu đồng đội của chúng ta mà làm tốt thì họ hỗ trợ cho mình, bởi vì tầng trên họ kín rồi, thì họ sẽ nhả cho mình một người nào đó. Và khi họ nhả cho mình một người thì cái người đấy pay đi lần thứ nhất là bạn được nhận 10 đô luôn. Còn trong trường hợp mà người đấy phát triển ra nhiều người nữa thì bạn sẽ được nhận nhiều hơn đó. Nhưng tốt nhất là chúng ta hãy xác định này, khi chúng ta tham gia với cộng đồng Magic Chain thì là một cộng đồng làm việc. Chúng ta cứ đủ điều kiện thì hãy tham gia nhé. Còn nếu mà chúng ta không làm được, không muốn mời người thì tốt nhất là chúng ta không nên tham gia Magic.